Bạn biết không, trà sữa là làn sóng đồ uống mới bùng nổ ở nước ta. Nó tạo ra được sự đột phá này nhờ kết hợp với nguyên liệu làm bánh. Sản phẩm đầu tiên chính là pudding trứng. Bước đầu tiên là pudding, chúng ta cho 2 lít nước sôi vào xo. Đun to lửa đến khi sôi hẳn. Sau khi sôi nước, bật bếp ở mức nhỏ, tầm 500. Hòa tan bột pudding. Hòa tan thêm 200 đường hạt. Sau khi hòa tan xong, tắt bếp. Để nguội ở nhiệt độ ngoài trong vòng 30 phút. Sau khi để nguội ở bên ngoài 30 phút, chúng ta đổ ra khuôn. Cuối cùng chúng ta cho tủ mát. Pudding trứng có hương vị ngọt, béo, ngậy và mềm. Bạn nhất định phải thử món này.